Quý vị đang theo dõi bản tin FBNC tối ngày 25 tháng 1. Tôi là Minh Vi và xin mời quý vị cập nhật những thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, phiên giao dịch ngày hôm nay các doanh nghiệp trong nước đồng loạt giảm giá vàng miếng từ 10 đến 40.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 4 triệu đồng. Phiên sáng ngày 25 tháng 1, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết chiều mua vào là 36,51 triệu đồng một lượng và bán ra là 36,91 triệu đồng một lượng, giảm 10.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước. Công ty Doji Hà Nội và Phú Quý cùng giảm giá vàng SJC 40.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước. Tương tự, thương hiệu vàng Ròng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu phiên mở cửa sáng giảm 50.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 1.209,6 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 8 đô la Mỹ một ounce so với phiên trước. Như vậy, với mức giá hiện tại sau khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 32,94 triệu đồng một lượng, thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 3,97 triệu đồng một lượng. Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới rơi vào đà giảm mấy phiên gần đây là do những chính sách mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, số lượt điều trị tại các bệnh viện tuyến quận, huyện đều tăng so với cùng kỳ năm 2015, đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 đến nay. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm 2016 có hơn 35 triệu lượt khám và hơn 1,7 triệu lượt điều trị nội trú tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân cư trú tại các tỉnh phía Nam chiếm 30-40% số lượng khám và điều trị ngoại trú và chiếm 40-60% số lượng điều trị nội trú. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2010 đến nay. Cũng theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, điều đáng ghi nhận là số lượt điều trị tại các bệnh viện tuyến quận, huyện đều tăng so với cùng kỳ 2015, tăng 20,8% lượt điều trị ngoại trú và tăng 10,67% lượt điều trị nội trú. Có hai bệnh viện tuyến huyện có số lượng khám và điều trị trên 3.000 lượt một ngày là Bệnh viện Quận Thủ Đức và Bệnh viện Quận Tân Phú. Nhiều bệnh viện khác cũng đón số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị cao như Bệnh viện Quận 2, Bệnh viện Quận Bình Thạnh, Bệnh viện Quận Bình Tân, v.v. Thưa quý vị, với lưu lượng vận chuyển hành khách 20,6 triệu lượt, Vietnam Airlines vừa lọt top 4 hãng hàng không lớn nhất khu vực Đông Nam Á, theo thống kê từ Trung tâm Hàng không Châu Á-Thái Bình Dương. Thống kê từ Trung tâm Hàng không Châu Á-Thái Bình Dương cho thấy Vietnam Airlines nằm trong 4 hãng hàng không lớn nhất khu vực Đông Nam Á, xếp sau Air Asia của Malaysia, Lion Air và Garuda Indonesia của Indonesia. Về lưu lượng vận chuyển, Vietnam Airlines đạt 20,6 triệu lượt hành khách trong năm 2016, tăng 19% so với năm ngoái. Vietnam Airlines ước tính trong năm 2017, lượng hành khách đạt 21,7 triệu lượt khách, tăng nhẹ 5,3% so với năm 2016. Tuy nhiên, về mặt doanh thu, Vietnam Airlines ước tính lợi nhuận năm nay sẽ giảm mạnh do chi phí nhiên liệu gia tăng. Kể từ hôm nay ngày 25 tháng 1, tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch, công ty Vitsun sẽ thực hiện giảm giá từ 6.500 cho đến 8.000 đồng một ký thịt heo tất cả các chủng loại. Chương trình kéo dài 3 ngày để hỗ trợ những công nhân nhận lương trễ. Theo thông báo từ công ty Việt Nam Kỹ nghệ Xuất sản Vitsun, trong 3 ngày cận Tết, từ ngày 25 tháng 1 2017 đến ngày 27 tháng 1 2017, tức là từ 28 đến 30 âm lịch, toàn bộ các cửa hàng và điểm bán thịt tươi sống của siêu thị Vitsun sẽ thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá thịt tươi sống. Theo đó, tất cả mặt hàng thịt heo chủng loại được giảm bình quân 8.000 đồng một kg, riêng thịt heo bên giảm 6.500 đồng một kg. Theo ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Vitsun, việc giảm giá thịt trong những ngày cận Tết là hình thức chia sẻ của doanh nghiệp với những người công nhân phải nhận lương trễ dịp Tết. Chúng tôi sẽ có cái giảm giá sâu là khoảng 8.000 đồng một ký cho các đối tượng từ ngày là 27, 28, 29 để cho cái người tiêu dùng họ nhận lương trễ, họ nhận đồng thu nhập trễ, họ sẽ được hưởng cái quyền lợi công bằng. Và đây cũng là cái việc làm thường xuyên hàng năm chúng tôi làm. Và cũng là một cái dịp để chúng tôi cảm ơn người tiêu dùng đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt cái thời gian của một cái năm vừa qua. Cũng theo đại diện Vitsun, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã thực hiện được gần 90% kế hoạch cung ứng sản lượng Tết. Trong thời điểm nghỉ Tết, các điểm bán hàng của Vitsun sẽ mở cửa phục vụ đến trưa ngày 30 Tết, tức là ngày 27 tháng 1, và mở cửa trở lại từ sáng mùng 2 Tết. Trước đó, nhận định giá thịt heo hơi trên thị trường có xu hướng giảm, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường. Kết quả các doanh nghiệp cung ứng thịt heo như Vitsun, Satra, Saigon Co-op, Vixi đã thống nhất điều chỉnh giảm giá thịt heo bình quân 3.000 đồng một kg trong dịp Tết này. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch của người dân thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng mô hình chợ nông sản an toàn, trong đó kiểm soát toàn bộ sản phẩm từ nơi sản xuất đến tiêu dùng. Đến nay, phiên chợ nông sản an toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 4 tháng làm quen với người tiêu dùng và nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xung quanh phiên chợ này. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây. Thưa ông, thì xin ông cho biết là cái mục đích của sở khi mà tổ chức ra cái phiên chợ nông sản an toàn này là như thế nào ạ? Vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề rất nhạy cảm đối với người dân thành phố. Chính điều đó nên thành ủy ban chỉ đạo cho Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn
làm sao tổ chức một cái chợ mà trong đó phải kiểm soát toàn bộ từ gốc đến thị trường, có nghĩa từ sản xuất đến người tiêu dùng. Đó, vì vậy nên là việc mục đích cái chợ này ra ban đầu thì dự kiến chỉ giới thiệu sản phẩm cho cái người dân biết tiêu dùng mỗi một tháng hai kỳ. Tuy nhiên do cái điều kiện người dân muốn mỗi một tuần lễ đến chợ để mua sắm tiêu dùng cho một tuần. Vì vậy nên hôm nay là cái tuần thứ 19 và chúng tôi tổ chức ra 19 cái phiên chợ này để góp phần giải quyết cho cái nhu cầu người tiêu dùng đối với sản phẩm rau củ quả thịt an toàn. Không thì hàng hóa hiện nay ở trong phiên chợ này thì chúng ta kiểm soát về mặt chất lượng cũng như là nguồn gốc như thế nào? Kiểm soát cái chợ này thì ban đầu chúng tôi đặt ra tiêu chí là phải tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp. Như vậy thì không phải trên giấy tờ nữa mà chúng tôi có sự kiểm tra giám sát từ sản xuất đến vận chuyển phân phối đến chợ, và chúng tôi kiểm soát từ chợ, trong phiên chợ và hết phiên chợ, nghĩa là chi cục thú y sẽ kiểm soát về thịt tức khắc ở chợ hôm nay để cho sự tin dùng của cái người mua đến để mà đem về tiêu dùng hàng ngày. Rau củ quả có trực qua dịch vật, chính điều đó mang sự tin cậy của cái người tiêu dùng thành phố là cái sản phẩm được cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát trong quá trình tiêu thụ và trong quá trình vận chuyển đến ở chợ để người dân tin tưởng, để đảm bảo cái sự an toàn sức khỏe của người dân thành phố. Thưa ông, thì đối với những đơn vị mà tham gia vào phiên chợ này thì nếu mà có những cái vi phạm về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu chúng ta phát hiện ra thì sẽ có những cái chế tài xử lý như thế nào? Những cái doanh nghiệp nào mà vi phạm, những sản phẩm nào vi phạm tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm thì chúng tôi sẽ mời làm việc ngay, và thậm chí xảy ra phiên nữa thì dứt khoát chúng tôi sẽ loại trừ và công bố vào báo chí. Điều đó dẫn đến là doanh nghiệp là muốn tồn tại phải làm ăn chân chất, doanh nghiệp là muốn tồn tại để cung ứng cho người tiêu dùng gọi là sản phẩm sạch thì phải đảm bảo lượng của mình ở chân mực nào đó, vì thế mà cung cấp thôi, không vì lợi nhuận mà mình muốn tăng lên mà không kiểm soát được sản phẩm. Thưa ông, thì có thể nói là cái mô hình này thì rất là thiết thực với người dân, nhưng mà nó diễn ra trong một cái phạm vi rất là nhỏ như thế này thì nó cũng không thể đáp ứng nổi cái nhu cầu rất lớn của người dân thành phố hiện nay. Vậy thì sở có cái chủ trương như thế nào để mà những cái thực phẩm an toàn trong các cái phiên chợ này được đến được với rộng rãi với người dân hơn ạ? Cái chợ này tổ chức ra là một là giới thiệu cho người tiêu dùng biết cái sản phẩm, hai là các doanh nghiệp người tiêu dùng đến chợ này có thể tham quan và xem xét về sản phẩm, mẫu mã, bao bì ở chợ này để đến các cái chợ khác, các cái siêu thị ở thành phố mà ở các doanh nghiệp cũng đã đưa vào bán đây cũng như bán ở siêu thị, để bảo chứng rằng cái sản phẩm họ đang bán ở các siêu thị, ở cái chợ đầu mối cũng như ở các chợ truyền thống thì sản phẩm đó có bán ở chợ này không, và cái chợ này là các doanh nghiệp, các hợp tác xã để cho người tiêu dùng biết rằng cái chợ này cũng được kiểm soát và sản phẩm này cũng được kiểm soát thông qua ở các cái mạng lưới phân phối. Thông qua đó thì chúng tôi cũng tổ chức những cái chợ, những cái phiên gặp gỡ cho cái nhóm như là các cái bếp ăn tập thể của trường học, rồi các bếp ăn của khu cụm công nghiệp để giới thiệu các doanh nghiệp đến đây tham quan chợ và thông qua trao đổi hội thảo để những cái doanh nghiệp đó, những cái xí nghiệp đó, những bếp ăn đó có thể tiếp cận trực tiếp đến những người đã đứng bán, những doanh nghiệp đưa hàng hóa vào đây, không dừng lại ở cái mảng gọi là phân phối đến các cái chợ đó. Chúng tôi đang trình cái phương án ở cái công viên Liên Tám, rồi đang tìm ở quận 2, rồi đang xác định vị trí ở quận 1. Có nghĩa là cái chợ này ở cái phạm vi gói gọn ở khu vực này thì đã đảm bảo cho cái nhu cầu của người dân ở khu vực này đó rất đông, nhưng mà ở các nơi khác thì xa quá. Điều đó dẫn đến là chúng tôi sẽ tổ chức cái chợ này ra địa điểm khác nữa để có người dân hoặc là các cái doanh nghiệp thuận lợi trong cái việc vận chuyển mua sắm cũng như thuận lợi trong việc tiếp cận đến hàng hóa. Xin cảm ơn. Thank you.
Vâng, thưa quý vị, thời điểm cận Tết âm lịch, Phó Chủ tịch Tập đoàn 3M ông Sinh Hak Cheong đã có chuyến thăm cơ sở 3M tại Việt Nam và tính chuyện mở rộng hoạt động tại thị trường được coi là một trong những thị trường trọng điểm của Đông Nam Á. Hôm 25 tháng 1, Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động toàn cầu của tập đoàn 3M đã có chuyến thăm và làm việc với cơ sở tại Việt Nam. 3M là tập đoàn đa ngành, đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ và là một trong 30 doanh nghiệp lớn nhất trên chỉ số chứng khoán Dow Jones tại Phú Quốc. Với doanh thu toàn cầu năm 2016 là 30,1 tỷ đô la Mỹ, 3M đang dự tính mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế. Tại Đông Nam Á, 3M đặt mục tiêu sẽ mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Có mặt ở Việt Nam từ năm 1994, 3M hiện đang có nhà máy và cơ sở phân phối với tổng cộng 195 nhân viên. Trong 5 năm gần nhất, 3M đạt mức tăng trưởng ấn tượng 22%. Về dài hạn, 3M dự định sẽ tăng đầu tư vào nguồn nhân lực tại chỗ, mở rộng cơ hội thị trường và năng lực sản xuất. Tiếp nối với bản tin FPC tối nay sẽ là những thông tin nổi bật trên thế giới. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh xây đường ống dẫn dầu, người dân Mỹ biểu tình phản đối. Tòa án tối cao đòi kế hoạch Brexit phải được Quốc hội thông qua, người dân Anh muốn giám sát chặt chẽ.